Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Tiếng nói người đại biểu nhân dân của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Phần đầu của chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin được chuyển đến quý vị khán giả những thông tin và ghi nhận sau hơn một tuần diễn ra kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 theo hình thức trực tuyến. Sau nhiều ngày chuẩn bị, kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15 đã được khai mạc vào ngày 20 tháng 10 vừa qua. Kỳ họp lần này được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến kết hợp với họp trực tiếp chia làm hai đợt, trong đó đợt 1 từ ngày 20 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2021. Quốc hội họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ điểm cầu chính nhà Quốc hội đến 62 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Đại biểu Quốc hội ở địa phương nào sẽ tham dự ở điểm cầu của địa phương đó. Đợt 2, đại biểu Quốc hội họp tập trung tại tòa nhà Quốc hội từ ngày 8 tháng 11 đến ngày 13 tháng 11 năm 2021. Đồng thời, Quốc hội cũng dự phòng phương án họp trực tuyến cả kỳ nếu dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 2 dự án luật, xem xét cho ý kiến 5 dự án luật và xem xét các dự thảo nghị quyết quan trọng có tác động lớn đến sự phát triển của đất nước và các địa phương. Để chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15, đặc biệt trong đợt họp trực tuyến, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã xây dựng phương án phối hợp đảm bảo các điều kiện phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh họp trực tuyến kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Trong đó phân công nhiệm vụ rõ ràng với các cơ quan đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo nguồn điện, đảm bảo hệ thống họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ nhà Quốc hội đến phòng họp trực tuyến của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, công tác an ninh trật tự, thông tin tuyên truyền, phản ánh hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội đến cử tri và nhân dân, cũng như công tác chăm sóc sức khỏe, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch tại kỳ họp. Hiện sự chỉ đạo của Văn phòng Quốc hội và sự chỉ đạo của lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, thì trước kỳ họp thì Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh đã xây dựng phương án để phối hợp với các cơ quan liên quan để đảm bảo các điều kiện cần thiết để phục vụ kỳ họp trực tuyến của kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 15. Chúng tôi đã xây dựng phương án phối hợp với lực lượng an ninh, quân đội, điện lực để đảm bảo các điều kiện phục vụ tốt nhất đại biểu trong thời gian họp trực tuyến. Đa khoa tỉnh Bắc Cạn có cử một kíp phục vụ bao gồm một bác sĩ, một điều dưỡng và một lái xe cứu thương đảm bảo công tác thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh cho các đại biểu tham gia kỳ họp, khách mời, phóng viên, cán bộ, người phục vụ suốt quá trình diễn ra kỳ họp, đảm bảo công tác phòng dịch COVID, tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế. Sau một tuần diễn ra kỳ họp, hệ thống kết nối từ tòa nhà Quốc hội đến địa điểm tổ chức kỳ họp tại tỉnh Bắc Cạn thông suốt. Các mặt hoạt động phục vụ cho kỳ họp được đánh giá đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Việc biểu quyết thông qua nội dung chương trình kỳ họp qua phần mềm cài đặt trên iPad kết nối từ các điểm cầu đến Quốc hội là điểm mới trong kỳ họp này cũng được tiến hành thuận lợi. Qua một tuần thực hiện công tác tham mưu giúp việc phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội thì chúng tôi nhận thấy là trước tiên là các điều kiện đảm bảo được thực hiện tốt về tài liệu, về công tác giúp việc cho Đoàn đại biểu Quốc hội được thực hiện đúng các quy định, phối hợp với các vụ đơn vị của Văn phòng Quốc hội thực hiện đảm bảo theo yêu cầu của cuộc họp trực tuyến và yêu cầu của các vụ đơn vị của Văn phòng Quốc hội, kết nối hệ thống để đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Cạn phát biểu thảo luận ở tổ, hệ thống đường truyền đến thời điểm bây giờ là thực hiện tốt và không có vấn đề gì, sự cố gì xảy ra. Mạnh dạn, phân cấp, phân quyền mạnh hơn cho địa phương. Tôi rất đồng tình với quan điểm của Thủ tướng đã phát biểu rất nhiều lần. Bây giờ mạnh dạn giao cho các địa phương, các địa phương chủ động làm. Chỉ địa phương có hệ thống, có bộ máy, có tổ chức. Các bộ ngành chủ yếu làm cái quản lý kinh tế mua và hoạch định chính sách. Còn các địa phương phải đấy mới là cái mà chúng ta phải cần có cái chính sách bình ổn giá vật tư ở đây gọi là thức ăn gia súc trên đàn cho vật nuôi. Ngày qua tiếp xúc cử tri trên địa bàn thì các đồng chí thấy rồi, rất nhiều cử tri phàn nàn là mặc dù là các cái địa phương tập trung chỉ đạo trong cái khôi phục ở sản xuất, tuy nhiên là giá vật tư phân bón rất là cao. Thiên nghĩ rằng nếu nông nghiệp là bệ đỡ của nền kinh tế với cái số lượng dân số như vậy thì cần có chính sách bình ổn phù hợp để khôi phục cái này.
góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp và Quốc hội thông qua tranh luận, thảo luận tích cực vào các dự án luật, dự thảo nghị quyết với nhiều ý kiến cụ thể, chi tiết. Đại biểu thể hiện chính kiến cả trong các phiên thảo luận tại tổ và trên nghị trường trực tuyến của Quốc hội. Thế còn đối với giai đoạn xét xử thì tòa án đã chọn phương án đề xuất với Quốc hội là xét xử trực tuyến. Thì chúng tôi cũng thấy có cái điểm phù hợp là nếu như mà tạm đình chỉ trong giai đoạn xét xử nghị ý kiến đại biểu thì nó không chỉ là trong hình sự mà phải sửa vào tố tụng dân sự, tố tụng hành chính để đối với hai loại phiên tòa này. Thứ hai là nếu như tạm đình chỉ trong giai đoạn xét xử nữa thì tiếp tục kéo dài thời hạn đối với vụ án ít nghiêm trọng sẽ phải kéo dài thời hạn là 45 ngày và đối với vụ án mà đặc biệt nghiêm trọng thì 14 tháng và tương tự như vậy sẽ tiếp tục tạm giam với bị cáo lần đầy tháng nữa thì sẽ rất là hạn chế. Và như vậy thì chúng tôi tán thành với cái đề xuất của các cơ quan quy trình hai nội dung này. Tôi đề nghị cần rõ hơn về các số liệu đã làm và chưa làm được trong xây dựng tòa án điện tử. Đó là cơ sở quan trọng trong xây dựng tổ chức phiên tòa trực tuyến. Và từ đó để có sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất trong thiết bị phục vụ phiên tòa trực tuyến. Nội dung thứ hai, hiện nay đội ngũ cán bộ phụ trách công nghệ thông tin ở nhiều nơi chỉ là kinh nghiệm, không được đào tạo chuyên môn một cách bài bản chính quy. Vì vậy sẽ lúng túng khi xử lý tình huống phát sinh trong quá trình diễn ra phiên tòa. Đề nghị chính phủ bổ sung vào dự thảo luật thi đua khen thưởng, quy định nhà nước tiếp tục xem xét và thực hiện việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến cho cá nhân, tập thể và gia đình, địa phương và cơ sở có công lao thành tích trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Một số tiêu chuẩn, quy định còn mang tính định tính, khó thực hiện như là tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu thôn, làng, ấp bản, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu quy định tại điều 27. Tiêu chuẩn tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho gia đình gương mẫu tại khoản 6 điều 72. Trong khi tại báo cáo tổng kết đánh giá thi hành luật thì đã đánh giá một trong những hạn chế của luật hiện hành, đó là một số quy định về tiêu chuẩn khen thưởng chưa rõ ràng, chưa cụ thể, thiếu định lượng. Đợt 1 kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 đã diễn ra hơn một tuần. Tuy tổ chức trực tuyến nhưng các đại biểu khóa 15 tỉnh Bắc Cạn đã phát huy trách nhiệm tham gia thảo luận tích cực về tất cả các vấn đề Quốc hội đưa ra. Trước kỳ họp thứ 2, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch COVID-19, nhưng các vị đại biểu Quốc hội đã thực hiện các cuộc tiếp xúc cử tri ở các địa phương trước kỳ họp, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, khảo sát việc thực thi luật và các chính sách dưới nhiều hình thức, nhằm lắng nghe ý kiến các sở ngành, các đối tượng bị tác động trực tiếp của dự án luật và dự thảo nghị quyết, từ đó làm chất liệu để có những ý kiến xác đáng phù hợp với thực tế. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng tổ chức hội nghị làm việc giữa Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 của tỉnh với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan để chuẩn bị các nội dung tham dự kỳ họp thứ 2, trong đó có việc lấy ý kiến kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương về giải pháp khắc phục những bất cập tồn tại hạn chế trong thực hiện chính sách pháp luật tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đầu kỳ họp đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Cạn đã có hơn 30 lượt thảo luận tại tổ, 2 cuộc thảo luận trực tuyến với hầu hết các dự án luật, dự thảo nghị quyết, báo cáo trình tại kỳ họp của Quốc hội. Tổ đại biểu của tỉnh Bắc Cạn là tổ thứ 12, tổ số 12 của được phân chia theo địa phương. Mỗi một phiên thảo luận tổ tổ chức tại các cái tổ thảo luận thì từng nội dung theo chương trình của kỳ họp, đó là các cái dự luật để có được cái chất lượng đảm bảo đạt yêu cầu thì các vị đại biểu cũng có cái sự tập trung, có cái sự đầu tư chuyên sâu để các cái ý kiến tham gia phát biểu thảo luận tại tổ đạt chất lượng. Và các vị đại biểu cũng có vị đại biểu cũng rất quan tâm và thảo luận về một dự án luật hoặc là một nội dung các cái báo cáo của chính phủ thì cũng tham gia, có đại biểu tham gia đến 2 đến 3 lượt ý kiến của mình tại phiên thảo luận tổ. Và các ý kiến thì cũng được ghi chép đầy đủ để trên cơ sở đó báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc nâng cao chất lượng hoạt động của các kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày càng được quan tâm với nhiều giải pháp cụ thể. Để các tờ trình đưa ra tại kỳ họp đảm bảo chất lượng, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan chuẩn bị các tờ trình dự thảo nghị quyết. Các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp được Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất tại phiên họp thường kỳ và được đánh giá rà soát kỹ lưỡng tại phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh.
các ban hội đồng nhân dân tỉnh cũng chủ động khảo sát, nắm thông tin, phục vụ hoạt động thẩm tra. Nhờ đó các báo cáo thẩm tra đảm bảo chất lượng, phát hiện những bất cập trong dự thảo nghị quyết để đề xuất kiến nghị phù hợp với quy định của pháp luật, sát thực tế của tỉnh. Tài liệu kỳ họp được chuyển đến đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời, đầy đủ cả bản giấy và bản điện tử để đại biểu thuận lợi trong nghiên cứu, tham gia thảo luận, góp ý. Trong các kỳ họp, hội đồng nhân dân tỉnh phát phiếu lấy ý kiến đánh giá của đại biểu về công tác tổ chức kỳ họp để sau kỳ họp, thường trực hội đồng nhân dân tỉnh có đánh giá, rút kinh nghiệm. Trong tháng 10, Ban Văn hóa Xã hội đã thành lập đoàn giám sát công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh năm 2018 đến nay. Qua giám sát trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bắc Cạn, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí, Ban Văn hóa Xã hội đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét trang cấp công cụ, phương tiện theo dõi việc chấp hành pháp luật đối với hoạt động báo chí cho cơ quan chuyên môn, quan tâm đầu tư việc phát sóng chương trình truyền hình TBK trên các phương thức truyền dẫn OTT, truyền hình dựa trên nền tảng Internet, được xem trên smartphone, quy hoạch định hướng phát triển loại hình báo điện tử, báo điện tử phiên bản tiếng Anh, để việc cung cấp các thông tin quảng bá về địa phương ngày càng được mở rộng hơn, phù hợp với xu thế phát triển chung. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ quan báo chí, các cơ quan thường trú, văn phòng đại diện các cơ quan báo chí trung ương trên địa bàn tỉnh, chấn chỉnh kịp thời và xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với những trường hợp vi phạm trong hoạt động báo chí. Các cơ quan báo chí tiếp tục chấp hành tốt các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí, nâng cao chất lượng nội dung tờ báo, chương trình phát thanh truyền hình, bảo đảm thông tin nhanh, chính xác, phản ánh kịp thời. Thưa quý vị khán giả, trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức tiếp xúc cử tri ở các địa phương trong tỉnh. Vấn đề xây dựng nông thôn mới, sinh kế cho người dân khu vực vùng đệm, các khu bảo tồn thiên nhiên, trách nhiệm thuộc về ai khi một số khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh hoạt động kém hiệu quả là những vấn đề mà cử tri quan tâm. Thôn chúng tôi là cơ bản là dựa vào rừng, là nhà nước cho phân giao khoán cái nuôi của rừng nên là không có tiền bảo vệ. Thì theo ý kiến của dân thì còn ít, nhưng các đồng chí truyền tải ý kiến lên chính phủ để nâng cái tiền bảo vệ rừng cho thôn. Nhà nước cho là chăm sóc người nghèo là đúng được, nhưng mà theo ý kiến của tôi và cử tri trong thôn cũng nhiều ý kiến là có hộ nghèo không phải lắm nào cũng thế, ý vào nhà nước cho dê được, trâu được, bò được, và cứ đằng đẵng cứ nghèo. Công nghiệp Thái Bình thì hiện nay có hoạt động không và hay hoạt động có hiệu quả hay không thì cử tri tôi cũng chưa nắm được. Đấy, nếu không có hoạt động thì trách nhiệm ấy thuộc về ai? Là nhà nước quan tâm rất là nhiều rồi, thế nhưng mà thì thấy rằng là một số cá nhân rồi thậm chí có những tổ chức còn quá là khinh nhường, chủ quan với cái dịch bệnh này. Thế thì chúng tôi kiến nghị này, nhà nước sẽ làm thế nào, hẳn thế nào là cái và đồng thời có cái là hình phạt cho nó xứng đáng hơn nữa đối với lại những cái người mà chủ quan để mà gây ra cái dịch bệnh. Chuyên mục tiếng nói người đại biểu nhân dân của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.